Cái này là cây gia đá Nhật nha anh. Gia đá Nhật. Đó. Để em dựng cái điện thoại lên một xíu. Cho anh coi bánh xe. À, có bánh xe của nó đã ha. Gia đá Nhật, có chắn gió. À, có chắn gió ha. Con này ốc xăng bên đây. Quên ốc bơm anh nào, nói chung là anh nào mà mua mua thì em sẽ làm hướng dẫn sử dụng tặng kèm đầu bơm cho mấy anh ha. Hướng dẫn sử dụng tặng kèm cho mấy anh để về mấy anh xài bình ga mini mà xài bình ga ăn lẩu mà xài cũng được, hoặc là ga đặc chủng của quẹt mà anh xài cũng được, em sẽ làm hướng dẫn cho mấy anh. Đó. Rất là nhảy lửa nha mấy anh. Này, ở phía trên này cũng có cái chữ ga này nè. Đó. Rất là nhảy lửa ha. Ga đá Nhật có thì cái bình của nó bằng đồng đúc. Đó, lỡ 10 lên 10 ha. Rất là đẹp. Cái này rất là đẹp mấy anh, có thể mua xài mua tặng. Mấy anh mua tặng thì mấy anh tặng sếp, tặng bạn gì đó thì mấy anh bỏ vô cái hộp nữa làm mấy anh tặng ha, rất là đẹp. Rất là đẹp luôn mấy anh, lửa cũng rất là đẹp, có chắn gió nè. Ga mà miếng mấy em kiếm mấy cây chắn gió khó lắm mấy anh. Không phải khi nào cũng có đâu. Tình trạng rất là đẹp ha.